sau Hồ Bắc, Trung Quốc thì một số tỉnh như Daegu, khu Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc, dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đây là nơi có đông người lao động của Hà Tĩnh đến làm việc. Trong những ngày qua, tại huyện Nghi Xuân đã có nhiều lao động trở về từ vùng dịch này. Vì vậy, công tác cách ly theo dõi được địa phương này và ngành y tế quan tâm. Đây là điểm cách ly tập trung đối với những người đi từ vùng dịch của các nước về đến địa bàn huyện Nghi Xuân. Trong số 64 người được theo dõi thì có 7 trường hợp vừa trở về từ vùng dịch của Daegu và khu Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc. Tại các điểm cách ly tập trung, việc đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe, công tác tiêu độc khử trùng được thực hiện một cách thường xuyên. Trên tinh thần dòng dịch thì anh em đã ra soát tất cả người mà đi ở vùng dịch về và chuẩn bị các cái địa điểm để cho họ trong diện cách ly tại nơi tập trung. Hiện nay là bố trí sẵn sàng các phòng ăn, điều kiện sinh hoạt ăn ở đầy đủ theo quy định của ngành đề ra, bố trí sắp xếp và tư vấn cho họ từ khẩu trang cho đến từ cách trao đổi cho đến tổ bữa ăn cho đến tổ sinh hoạt. Hiện nay là phòng nó khép kín toàn bộ, các trường nằm đây chuẩn bị sẵn sàng này. Theo dự báo thì trong những ngày tới, người lao động từ các vùng dịch về trên địa bàn sẽ gia tăng. Vì vậy, đây được xem là một thách thức lớn cho huyện Nghi Xuân trong việc thực hiện giám sát, cách ly theo dõi. Nói về cái cơ sở vật chất, đặc biệt là cái chỗ bố trí những cái khu vực cách ly tập trung cho các cái đối tượng mà cần yêu cầu cách ly có những cái khó khăn. Phòng ốc rồi đang thiết bị. Nhưng mà nếu mà ở cái mức độ đang còn kịch bản còn ở mức độ thấp ấy thì cũng có thể xử lý được. Còn khi nếu như mà những cái tình huống mà số lượng người tăng thì cũng phải có cái sự hỗ trợ của tỉnh. Mới đây, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo khẩn các địa phương, các ngành chức năng tăng cường rà soát, quản lý người đi từ vùng dịch về trên địa bàn tỉnh. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc cách ly theo dõi đối với những người trở về từ vùng dịch có các biểu hiện, triệu chứng của dịch. Hà Tĩnh là một trong là địa bàn là có nhiều người đi lao động ở Hàn Quốc. Cho nên là những đối tượng nào về trong thời điểm này, những đối tượng nào đang có ý định về là ngay từ chính quyền cơ sở là phải xác định. Và về phân loại để rồi là tiến hành cách ly theo đúng quy định. Và chúng ta phải làm thật tốt cái việc nắm đối tượng và thực hiện việc cách ly để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả. Việc theo dõi giám sát cách ly đối với người từ vùng dịch về trên địa bàn được cho là hết sức cần thiết. Ngành y tế và chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân cần chủ động khai báo, thông tin người trở về từ vùng dịch để triển khai các biện pháp giám sát theo dõi, từ đó để bảo vệ tốt sức khỏe cho người trở về từ vùng dịch và sức khỏe, sự an toàn cho cả cộng đồng xã hội.